cậu quý xin kính chào quý vị anh chị nha. Thì anh này anh mua vé số anh cũng ở gần đây như vậy. Anh mua là bây giờ mình ảnh nói anh trúng năm tài vé số. Đó bây giờ mình và anh đang tìm vé số anh mua nha anh chị. Đó bây giờ em là sẽ đưa cái tờ năm tài vé số của anh em kiểm tra. Anh ấy cho em mượn. Rồi để em anh có mua thì anh cứ coi. Hả? Rồi. Coi số anh lấy. Rồi thì anh cứ mua là mấy tờ anh lấy. Rồi quý vị, anh chị bây giờ em dò vé số cho anh này. Thì anh này anh trúng cái năm tờ đại miền Trung phải không? Thứ tư ngày 29 tháng 3 nha quý vị. Đó, 29 tháng 3 thứ tư. À, số 84 phải không? Đài Khánh Hòa nha anh chị. Khánh Hòa. À, ngày 29 tháng 4 rồi, để em dò thử nha anh chị. Rồi. Có số dò không? Đâu đưa số dò luôn, khỏi bấm điện thoại. Đây đưa số dò luôn. 84 phải không? Khánh Hòa. Đây 84 à. Đâu đây. Để cắt cái điện thoại đi giùm á. Rồi quý vị, đây. Rồi 84 Khánh Hòa ngày 29 tháng 3, để em coi cái tờ vé số của anh đây quý vị. Đây ngày 29 tháng 3. Đó rồi, 84 như quý vị, anh mua 5 tờ. Đó, anh mua 5 tờ như quý vị. Rồi. Cái này tối sổ không ạ? Tối. Đó, cái đây. Sổ. Rồi. Rồi quý vị thì 5 tờ thì 500 nha anh chị. Cái đây chưa có khui kim luôn nha anh chị. Chưa khu game luôn, anh mua 5 tờ lẹ, 1, 2, 3, 4, 5, đó, anh này ảnh mua là 5 tờ nha quý vị, đó, ảnh ở gần khu vực tỉnh Quảng Ngãi mình thâu nha anh chị, chứ mình ở tuốt cái thành phố lên nha anh chị, anh ở dưới thành phố lên, chứ không phải ở đây, đó, anh ở chỗ và chỗ bệnh viện, ở chặng Ngô Ba, à sân tịnh nha anh chị. Đó. Rồi thì ảnh lên này anh chơi. Rồi sẵn là anh dò trúng rồi anh đậu luôn. Anh mua mà anh để bữa nay anh mua dò nha anh chị mà không quên luôn nè. Đó. Bữa nay là ngày mấy rồi Son? Ngày 2 rồi mà bữa anh mua ngày 29 nha anh chị, tháng 3. Đó, mà bữa nay ngày 2 tháng tháng 4. Hả? Tháng 4. Đó mà anh mới lại nhận thôi. Đợi lại anh lấy mấy tờ. Đâu đếm mấy tờ. Đó là chung tiền cho anh thôi, 5 tờ là 500. Đó, 1, 2, 3, 4, 5 tờ. 5 tờ 500. 9, 1, 8, 4, 8, 4. Rồi, chung tiền cho anh thôi. Rồi. Đó, anh lấy mấy tờ? 20 tờ. 20 tờ hả? À? Rồi, đếm cho anh đi, 20 tờ hả? À? Rồi, 20 tờ với là 20 tờ là 200 ngon. Thôi, đưa cho anh 300, nói anh 300. Rồi. Đâu cảm ơn anh nha, mua 20 tờ luôn. Ôi nếu mà chiều nay là anh trúng đặc biệt tuyệt vời luôn á. Chúc anh là may mắn là chiều nay nữa nha. Chúc anh phát lộc phát tài, ông bà phù hộ cho anh. Đâu cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Đó thì em là vé số là em bón ở đây nha anh chị. Là hàng ngày là ai tới mà là đậu. Đó, đậu vé số trúng là em đậu hết nha anh chị. Đậu nhất là giả tóm là người ta mua vé số. Con mua bao nhiêu ta mua. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Rồi thì em cũng xin cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã yêu mến và ủng hộ kênh bón vé số kiếm gọi của em hàng ngày nha anh chị. Giờ này cũng khoảng 1:30 rồi nha anh chị. Rồi em cũng sắp trả số rồi đó. Hôm nay cũng hên có anh khách này anh trúng cái tấm từ Khánh Hòa hồi bữa nha anh chị. Đó, được 500. Cũng xin chúc mừng anh, mong anh sẽ trúng lớn hơn nữa. Hôm nay anh mua ủng hộ em 20 tờ, em xin cảm ơn. Rồi em cũng cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã ủng hộ kênh của em. Bấm like đăng ký em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau. Đó quý vị sẵn em qua cho anh chị mình xem lon kiếm. Đây. Họ sẵn lon kiếm là của ông anh. Yêu em bón giùm lon nha anh chị. Đó đây mà một bộ dài có 20.000. Đó một bộ này có 20.000 thôi. 20.000 một bộ dài nha anh chị. Đó anh chị nào khu vực này ở đây em đưa lên chia sẻ lên Facebook rồi có gì anh chị mình mua thì tới chỗ cái xăng dầu Tình Đông đây. Đó nha anh chị, em bón lon này lon kiếm này anh chị về mình trưng lên cho nó đẹp. Chỗ quán cà phê, quán nước gì cho nó mát mẻ, tụ OC trong lành cũng được nha anh chị, chỉ 20.000 một bụi nha anh chị. 20.000 một góc nhầy rẻ rồi biết là rất là dễ sống nha anh chị. Rồi, 20.000 thôi. Rồi xin cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha. Rồi. Thôi em xin chào và cảm ơn quý vị anh chị nha. Anh chị mua lon thì tới chỗ này em bón vé số ủng hộ nha anh chị, 20.000, 20 coi thôi nha anh chị.